ơi đất ơi, sao bây giờ trời nó tối quá vậy các bạn ơi, tôi không thấy đường dễ luôn. Dắt ơi, Nabi ơi, mọi người đâu rồi, sao mà để tôi một mình vậy trời đất ơi. Các bạn ơi, không biết bọn họ, ôi, hình như bọn họ đúng không, ôi, hình như là Nabi mới dắt tao vậy. Không phải, đây là ai vậy? Tôi nghĩ tôi nên lùi lại các bạn ơi, xin lỗi hai người nha, tôi phải chạy. Các bạn ơi chạy thôi, cái con quái vật gì vậy, trời ơi nó đang đứng theo tôi kìa. Ôi, chạy Huy ơi, dắt ơi, Nabi ơi, cứu tôi với. Chết tôi rồi, tôi chạy không nổi rồi, coi tôi mệt quá rồi. Dắt Nabi, hai người đây rồi. Vô đâu vậy? Ok, tôi rồi, chị Nabi dắt thôi. Tôi vừa gặp là hai cái con người đó đó. Không phải là hai ông mặc áo sơ mi mua cũng đáng sợ. Đúng rồi, hai cái ông đó mặc áo sơ mi trắng nhìn rất là giống nhau, mà còn nhìn cái mặt rất là ghê luôn các bạn ơi, không biết là thứ gì nữa. Đáng sợ giống vậy đúng không? Ủa, ý chị Nabi là sao? Có ai đang đi tới? Sợ như vậy nè mọi người ơi, chạy thôi. Mọi người bây giờ mình chạy đi đâu, bây giờ mình chạy đi đâu nha. Ngân hàng đâu, chúng rồi, vô ngân hàng cái đây, vô đóng cửa lại. Ngân hàng là nơi an toàn nhất trong làng hiện tại. Đúng rồi các bạn ơi. Ê mà tôi gà biết hai tàu ông đáng sợ là từ đâu ra không? Đúng rồi đó, đâu ra mà ghê quá vậy? Thật ra chuyện là như vậy nè. Sáng hôm nay tôi đang hả trên đường đi ra để kiếp mọi người cùng nhau đi chơi, thì tôi phát hiện một điều, đó chính là Huy Núp nó đang chế tạo cái gì trong phòng thí nghiệm của nó. Các bạn ơi, Huy Núp nó đang chế tạo robot gì kìa, mà không những một con mà là hai con luôn, cái gì dữ vậy? Hôm nay mình sẽ chế tạo hai con robot thiệt là giống con người. Ôi nhưng mà mình đâu có thấy giống con người gì đâu. Đây mới chỉ là khung xương thôi, bây giờ mình sẽ gắn cái đầu nó vô. Huy nó đang đổi cái đầu vô con robot kìa. Wow, cái mặt nhìn giống con người quá vậy. Trời đất ơi, không hiểu cái thằng Huy Núp này nó đang chế tạo cái gì luôn hả các bạn ơi. Và bây giờ mình chỉ cần gắn một cái phần bên dưới này là nó sẽ trở thành con người liền. Mình cần gắn phần bên dưới để biến cái con này thành một con người luôn các bạn ơi. Ha, mình nghĩ mình phải đi mấy ơi. Ai vậy? Trời ơi, xích nữa thằng Huy Núp phát hiện mình đâu các bạn ơi. Coi, vậy là tôi vừa biết được một bí mật của thằng Huy Núp các bạn, đó chính là nó đang chế tạo hai con robot và hả không biết nó tính làm gì, nhưng mà mình phải đi mét cả dắt với Nabi mới được. Nghe nhầm thôi. Thôi, chế tạo tiếp thôi. Ủa không lẽ nào Huy Núp chế tạo ra hai người đàn ông đáng sợ đó hả? Trời đất ơi, em không biết nữa, em tính qua mét mọi người cái tự nhiên hả, làng sinh tố nó trở nên tối thui như hồi nãy. Tự nhiên hai cái người đàn ông đó xuất hiện và đường theo tôi rất là đáng sợ luôn mọi người. Trời đất ơi, mọi người bên ngoài kìa. Ơi, chính là bọn họ kìa ơi. Trời ơi, bọn họ đang đứng ngoài cửa sổ kìa. Coi ơi, tránh ra, đừng có đi vô đây. Đi ra, bị mất luôn rồi. Đâu mất rồi, mình thấy sợ quá. Mà khả năng cao tôi nghĩ là do Huy Núp chế tạo ra, là bởi vì cái đầu đó rất là giống với cái đầu hồi sáng lấy Huy Núp nó gắn vô con robot. Hiện tượng này quen quá tôi gà ơi. Đây là hiện tượng Uncanny Valley, là thung lũng đáng sợ. Cái gì thung lũng đáng sợ là sao? Đó là khi con robot được tạo ra với dáng vẻ rất giống con người. Tại vì nó là robot cho nên dáng vẻ không thể nào giống con người 100% được. Và khi chúng ta nhìn vào nó sẽ tạo ra cảm giác vô cùng đáng sợ. Đúng rồi, Ayak ơi, các bạn có biết tới hiện tượng này không? Gọi là Uncanny Valley đó các bạn. Có nghĩa là khi chúng ta nhìn vào một thứ, nó là gọi là cố gắng tạo hình giống con người nhưng thật sự nó không giống và nhìn nó rất là đáng sợ luôn. Như những bức ảnh trên hình này các bạn nhìn đi. Vậy là Huy Núp đã tạo ra những con robot đó sao? Đúng rồi. Khả năng cao Huy Núp giờ liếm chính mấy con mình tạo ra xử luôn rồi. Cái gì cơ, không lẽ nào tàu đỏ đó muốn hạ hướng tới tụi mình nè. Và bây giờ chỉ có cách tìm được Huy Núp mới hiểu ra được chân tướng sự việc thôi. Cũng đúng ha. Nhưng mà đi ra ngoài biết mấy con đó bắt thì sao? Trời đất ơi, nên là bây giờ trước tiên chúng ta phải quan trọng, chúng ta phải biết được Huy Núp đang ở đâu rồi, chúng ta phải chạy tới đó luôn chứ chúng ta không được đi ra tìm, tại vì nó sẽ bắt tụi mình đó. Cho nên là bây giờ kỳ vậy. Ôi hết hồn, ai gõ cửa vậy? Ai gõ cửa? Ủa kỳ vậy? Ôi hình như là Huy Núp hả? Vậy là Huy Núp vẫn còn sống hả? Từ từ, mở cửa để tôi kiểm tra một cái cho nó chắc ăn. Mày có phải là Huy Núp thiệt không vậy? Không ta, chứ còn ai nữa. Ôi nghe cái giọng thì đúng là Huy Núp thiệt rồi các bạn ơi. Vậy thôi chúng ta mở cửa cho nó đi. Mở đi, mở đi. Ủa sao vậy chị Nabi? Trời ơi, tự nhiên ông trên mở cửa có chuyện gì nào, đi coi thử coi. Ủa đây là cái camera trước mặt ngân hàng mà. Cái gì vậy? Đó không phải Huy Núp đâu. Đúng rồi, đó chính là hai cái tên người đàn ông đáng sợ luôn. Sao đó nó ở trước cửa ngân hàng mà sao có giọng Huy Núp vậy? Mở cửa cho tôi đi to gà, mở cửa cho tôi đi dắt đi em. Cái gì, sao hai người đó có thể giả được giọng của Huy Núp vậy? Ôi chắc là robot thì nó giả giọng là Huy Núp mà. Đúng rồi hả các bạn ơi, quên mất tụi nó là robot. Vậy Huy Núp thật sự đang ở đâu? Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà tạm thời trước tiên chúng ta không được mở cửa các bạn ơi. Bây giờ chúng ta hãy ở trong cái ngân hàng này, tại vì ngân hàng này nó rất là an toàn, có camera, có khóa cửa các thứ, nên chúng ta sẽ cố gắng tìm vị trí của Huy Núp nhưng mà ở yên trong này. Vậy thì bây giờ chúng ta trong này an toàn rồi đó. Đúng rồi, an toàn. Ôi cái gì vậy? Ôi Nabi nhìn kìa. Trời ơi,
mà còn những cái cửa bên kia kìa. Bên kia sao? Ôi, nó cũng đóng lại luôn rồi. Mày cái đứa kia suýt nữa chạy qua bên kia nhưng mà cửa nó đóng lại luôn rồi. Đúng là hệ thống an toàn của ngân hàng nó xịn thiệt chứ. Ê, tôi gọi kiểm tra camera xung quanh thử coi biết cậu camera hả? Ui, cũng hợp lý á. Được rồi, được rồi. Hồi nãy mình sử dụng cái camera này, bây giờ mình thử sử dụng cái camera bên này xem thử thấy được cái gì các bạn ơi. Đây chính là một cái camera ở phía trước ngân hàng này các bạn. Chúng ta có thể thấy được toàn cảnh cái ngân hàng và nó được đóng chặt cửa. Ôi, nhưng mà những cái ông qua đáng sợ, hồi nãy ông đi đâu rồi ta? Còn đây chính là phía sau ngân hàng này cũng không thấy gì hết trời. Ủa, không lẽ mấy ông đó ông đi ông bỏ cuộc rồi hả? Để chuyển cam lần nữa coi. Trời ơi, không có thấy đâu xung quanh ngân hàng này. Ok vậy. Ôi, từ từ. Ôi ơi, hình như từ sao mình có thể thấy được gì đâu. Ôi, hình như là Huy Nấp đang bị băng bó vết thương và còn chống nạn đi tới chỗ của mình đó kìa. Ủa, Huy Nấp đâu ra vậy? Ê, kiểm tra thử coi phải Huy Nấp thật không vậy hay là tụi nó giả dạng. Hình như là Huy Nấp thật á chứ không phải giả dạng, nhưng mà Huy Nấp đang bị thương rất là nặng luôn hay sao á. Ừ, trời ơi. Hình như đúng là Huy Nấp thiệt rồi. Mở cửa cho nó vô đi. Ôi, cũng đúng quá. Ôi, nhưng mà từ từ Nabi ơi, dắt ơi, nhìn kìa. Ôi, Huy ơi, đằng sau nó kìa, đó chính là hai cái tên hồi nãy kìa. Ơi, con robot. Chết Huy Nấp rồi, không ổn rồi các bạn ơi, chạy đi Huy Nấp ơi. Chúng ta phải ra mở cửa cho Huy Nấp đúng rồi. Nhanh 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 mọi người, Huy Nấp ơi, tụi ta tới cứu mà nào Huy Nấp ơi. Được rồi, mở cửa cho Huy Nấp đây. Nhanh lên Huy Nấp ơi, nhanh lên. Ôi, tụi ta kìa, đóng cửa lại. Ôi trời ơi, may quá, đóng cửa kịp. Mọi người ơi, có sao không vậy? Không sao hết trơn á. Còn Huy Nấp thì sao? Huy Nấp ổn vậy? Trời đất ơi, sao mày ra nông nổi vậy nè vậy Huy Nấp ơi? Con robot tao mới chế tạo. Ủa, nhưng mà tao biết rồi, tao biết mày chế tạo con robot rồi, nhưng mà ai cái con đó nó bị cái gì vậy? Sau khi tao thành công lắp ghép nó thì nó mất kiểm soát. Yeah, cuối cùng cũng xong rồi. Trời, hai con robot y chang là người thiệt luôn. Để tao khởi động nè. Cha cha cha, cha cha cha. Yeah, nó hoạt động rồi. Huy Nấp đúng là một nhà phát minh đại tài. Bây giờ tao là chủ nhân của tụi bay. Bây giờ tụi bay hãy đi đào kim cương đi. Trời, tụi bay nhìn nhau cái gì đi làm lẽ lên. Trời, hai cái con robot ngu này tao quýnh tụi bay không? Hai con robot này mày. Trời ơi, sao nó bị lỗi luôn rồi. Trời ơi, sao tụi bay đi theo tao vậy? Tao xin lỗi mà tao không đánh mày nữa đâu. Trời ơi, trời. Ủa, sao tao đi theo mình hoài vậy? Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, cứu tôi với. Là vậy đó. Ôi trời đất ơi. Ôi, mày chạy thoát được cái mày quá vậy. Trời ơi, nhưng mà để lại là Huy Nấp bị thương quá trời luôn. Ôi, nhưng mà bây giờ có nghĩa là nó đã xâm chiếm cái làng mình rồi. Bây giờ làm sao để ngăn chặn tụi nó lại? Mày chế tạo ra tụi nó, mày có biết cách không hả? Chỉ có một cách duy nhất, đó chính là ở cái công tắc ở phòng thí nghiệm của tao. Bây giờ mà tụi mình ra ngoài là tụi mình chết chắc đó luôn kìa. Cũng đúng đó, nhưng mà bây giờ làm sao để ngăn chặn tụi nó lại đây? Vậy thì chúng ta cứ ở đâu kì vậy? Ôi, sao tự nhiên mọi thứ chấp đỏ vậy? Cái gì? Sắp hết nguồn điện rồi. Cái gì hết nguồn điện hả? Là sao? Thì từ nãy chúng ta xài cửa, chúng ta xài điện, chúng ta xài camera. Chết rồi, đúng rồi các bạn ơi. Ngân hàng nó chỉ có một nguồn điện dự trữ nhất định thôi. Thì nếu vậy có nghĩa là những cái cửa này nó sẽ mở ra khi hết nguồn điện. Ôi, nó mở ra hết rồi kìa. Cái đèn nó tắt luôn rồi mọi người ơi. Trời ơi, tối thui luôn rồi, không thấy gì hết trơn. Ngân hàng tắt điện, ngân hàng cúp điện rồi. Thì chúng ta phải chạy ở đây á, tôi gào. Đúng rồi, chúng ta hãy chạy tới chỗ công tắc đi. Mở cửa ra, nhanh lên, mọi người, nhanh lên. Trời ơi, tối quá, tôi không thấy được gì trời. Nhanh lên. Chúng ta chạy ra khỏi ngân hàng này thôi các bạn. Chỉ còn cách chúng ta phải chạy tới phòng thí nghiệm của Huy Nấp thôi. Là sau lưng tôi đúng không? Ok, vậy là được rồi, vậy được. Từ, lấy cái gì đó. Đây chính là anh Kenny Valley. Mà chạy đi mọi người ơi, nó tới rồi kìa. Chạy rồi. Nó đang được theo sau lưng mình này. Bây giờ chúng ta không biết nhà của Huy Nấp, cái phòng thí nghiệm Huy Nấp ở đâu ấy, tại vì nó tối quá đi à. Chạy. Ôi, đâu rồi. Ôi, hình như đây chỉ là phòng thí nghiệm của Huy Nấp này các bạn. Đây rồi. Ôi, được rồi. Ok, tìm biết cửa đâu rồi, Ôi, nó còn sau lưng mình kia. Đâu rồi. Ôi trời ơi. Chạy. Đây rồi. Đây chỉ là cái cửa này vô thôi. Nhưng mà bây giờ nó tối thui, mình biết tắt ở đâu bây giờ. Trời. Ôi, bọn họ vô đây luôn rồi. Bây giờ công tắc ở đâu bây giờ? Đường cùng rồi, kiểu này là chết chắc rồi mọi người ơi. Ok vậy. Ôi, đây là công tắc mà. Ôi, công tắc đây mọi người, gạt chân nè. Có gì xảy ra vậy? Ôi trời ơi, sao bọn họ vẫn ở đây vậy? Ai người ơi, đừng mà. Ôi, hình như bọn họ đã bị đứng yên rồi các bạn, tại vì mình đã tắt công tắc nguồn điện rồi. Ôi, từ để mình kiểm tra lại cái nữa coi. Hello, có chuyện gì xảy ra vậy? Hình như là mình thành công rồi. Trời sáng luôn rồi đây các bạn, nguồn điện của lại tôi được bật lên rồi. Ôi, nhưng mà hai con robot này nó cũng đồng thời nó bị đứng yên luôn rồi. Ok, sao rồi? Ổn không vậy? Ổn rồi, tôi tắt cái công tắc của tụi nó rồi nè. Bây giờ tụi nó đứng yên như là cái tượng, như cái robot luôn rồi.
Trời đất ơi, đúng là Huy Núp, sao mày còn chế tạo mấy cái gì không vậy? Báo quá trời báo, xích nữa là cái làng mình nó bị gì rồi. Trời, tao biết đâu, tao tịnh chế tạo nó đi đào kim cương thôi mà. Trời đất ơi, đào kim cương mốt thì kêu tụi tao đào giùm cho, chứ không cần chế tạo mấy cái con hả, con người mà nhìn không ra con người, con ma của ông đai, gọi gì nó cứ ghê ghê kiểu gì các bạn nhìn nè. Thôi được rồi, dù gì cũng xong rồi đó, mày xử lý con robot này đi nha. Huy Núp ơi, đừng có quậy nữa nha, đừng có tiêu hủy nó đi. Ok, coi như là xong rồi đó. Cái đầu tao đụng vô cái công tắc. Ôi, sao cái công tắc nó bật lên chi vậy? Huy Núp ơi, mày làm cái gì vậy? Như vậy có nghĩa là nó quay lại rồi kìa. Mày ơi, chạy đi. Lần này tụi tao kệ mày luôn đó Huy Núp ơi, không có lo cho Huy Núp nữa. Trời ơi, nó báo qua đi rồi. Các bạn, tôi phải chạy chỗ này. Ok, thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Và các bạn thích video này, đưa lại tôi một like, một subscribe. Và các bạn thấy Uncanny Valley thế nào? Các bạn có sợ những cái con robot trông giống hình hài con người không? Đừng quên comment bên dưới nha mọi người. Bây giờ chúng ta chạy thôi nào, kệ là Huy Núp ơi.